Chào mừng mọi người đến với làng Trader. Nếu mọi người đang là người mới và lần đầu tiên đến với kênh thì cho Già xin tự giới thiệu, Già là Già Làng, người sáng lập ra làng Trader. Đây là cái kênh và cũng là cái nơi Già chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến đầu tư và chủ yếu là về giao dịch Trader. Ở trong này thì có kinh nghiệm liên quan đến về vấn đề về phương pháp, tâm lý và rất là nhiều những cái thông tin khác mà Già nghĩ rằng là sẽ giúp ích và hữu ích với rất là nhiều người. Thì ở trên màn hình như mọi người đang nhìn thấy đấy, thì đây là cái website chính thức của Già Làng là làngtrader.net, và mọi người có thể tìm hiểu các thông tin của Già Làng qua cái thông tin ở đây. Info.làngtrader.net thì nó cũng ra cái thông tin liên quan đến của Già Làng. Đó, thông tin liên hệ với Già Làng như thế nào, nhóm chat cộng đồng, nơi Già Làng thông báo những cái tin tức liên quan, kênh YouTube, rồi rất là những cái giáo trình và tài liệu dành cho người mới, vân vân. Thì đây là cái website chính thức của Già Làng nhé. Còn những cái thông tin khác thì nó đều là lừa đảo và mạo danh Già Làng hết. Thì ở đây Già có nói luôn là hình thức đầu tư CFD hoặc là đầu tư chứng khoán này kia, nó là có hình thức là đầu tư thì tất nhiên rồi, đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và hãy đảm bảo là các bạn hiểu các rủi ro của nó. Thì Già Làng không kêu gọi đầu tư, huy động vốn, không copy trade, không tổ chức offline, không đại diện cho bất cứ một sàn giao dịch nào, cũng không kêu gọi mọi người là nộp tiền hoặc là làm cái gì đấy. Thì mọi người nên cân nhắc kẻo là bị mạo danh và lừa đảo. Đó, thì đó là những cái thông tin giới thiệu sơ bộ thôi. Còn Già thì Già chỉ có cái khóa học trader dành cho người mới lẫn người cũ. Người mới và người cũ có thể ghi danh để học được về phương pháp production, về tâm lý, về quản lý vốn và rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì mọi người có thể đọc thông tin chi tiết ở làngtrader.net. Rồi, một lần nữa xin chào mọi người đến với Làng Trader và hy vọng rằng là kênh YouTube này sẽ giúp ích và hữu ích đối với mọi người. Xin chào mọi người, nguyện cầu bình an, sức khỏe và trí tuệ đến với mọi người. Chúc mọi người giao dịch thành công.